Cũng cả năm rồi con bị rụng tóc nhiều lắm mà rồi cái con nghe gì con nói là có thuốc của thầy Vũ Thành An Dạ. bán bên Oregon á, mà về coi gì cái gì đông trùng hạ thảo nữa. À. Cái gì con có một cái list đó rồi cái ba đọc đọc với cái con nói vậy thôi bây giờ order thử thứ hai gì cháu xe uống thử coi sao. À. Vậy cái thì cũng thử thôi rồi con mua hai dì cháu chia ra thì con mua một chai rụng tóc, một chai cái collagen á với À. lại cái hai bình đông trùng hạ thảo thì con uống chung vô. Ừ. Uống chung vô cái đau khoảng chừng mấy tuần sau cái mỗi lần tắm xong cái tóc nó rụng dữ lắm mà mỗi lần vuốt tóc nó là một nùi ấy, nó thấy thấy cả xót cả ruột đứt cả từng đoạn ruột À. riết là không muốn gội đầu không muốn chải tóc không muốn gì nữa đó. Mà rồi cái không biết sao tự nhiên cái con tắm có mỗi ngày nó cứ rụng rụng gì mà riết rồi cái mấy vài bữa sau cái tự nhiên nó ủa lúc lúc đó nó cũng ngưng rồi mà con cũng không có để ý cái À. sao cái tự nhiên cái con mới để ý thì con thấy ủa sao mà bữa nay sao mình vuốt tóc không thấy rụng tóc nữa à À. cái mới nhớ nhớ nó thôi để mai mốt mình để ý nữa coi làm sao cái tiếp tục ngày mai ngày mốt cũng vậy tắm rồi cái vuốt tóc dắt tóc cũng không thấy nó rụng nữa da rồi cái sau đó thì sao thì ra chạy đầu này kia nọ cháy tóc thì nó cũng rụng bình thường thôi cũng 5-10 cộng cái đó chuyện bình thường mà khi nhà để cái con mới thấy sao mà tóc dạo này nó đỡ rụng quá trời con mừng quá trời con mới nói cho dì con nghe dạ thì thầy cũng biết là đàn bà mà tóc mà nó hói nó rụng đi cũng cũng nhìn nó kỳ lắm Đúng rồi, rồi nhà cái da nó xấu xấu nhiều khi mình còn phấn son mình che nó đỡ đỡ được còn cái đầu mà nó hói nó lòi cái da đầu ra nhìn nó còn tệ còn hơn là cái gì nữa đó thì nó cũng sợ là cái banh ra thì thấy tóc luôn thấy nó gần gần thấy da đầu cũng hơi trắng trắng là cũng hơi lo rồi mà nói trời ơi thầy biết không con cứ đọc kinh hàng đêm hàng ngày con cầu xin Chúa làm sao cho con gặp được phải thuốc phải thầy như thế nào cho con trị được cái rụng tóc để cho nó ngưng đừng có rụng nữa mà tự nhiên cả năm nay mà nó rụng hoài mà con xót ruột lắm mình con mỗi ngày mà con không 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 gội đầu được khó chịu lắm nhưng mà đến nỗi mà con phải ngưng gội nó cứ cách một ngày hoặc 2 ngày con mới gội đầu mà rất là khó chịu nhưng mà con phải bóp bụng mà rồi á thầy biết không con ngủ sáng là thức dậy trên gối lúc nào cũng 5-10 cộng hết trơn á đó mà bây giờ thức dậy thì không có sometimes 1 cộng 2 cộng có khi có không có có bữa không có cộng nào nữa nhưng mà dài ba bữa thì có 1-2 cộng thôi nhưng mà lúc bây giờ lúc mà tắm xong rồi á bây giờ con dắt tóc dắt coi như dắt thoải mái dắt chú nhiều thời gian có nhiều khi nó không có rụng cộng nào nữa mà có khi một vậy con cũng nha con nói vậy là con nhờ em cũng order rồi cái chị bạn cũng order nha vậy con nha con mừng là mừng cái tóc nó đỡ rụng nhiều lắm bởi vậy bây giờ phải thầy biết không con hồi đó con đọc kinh con cầu xin Chúa cho con gặp được thuốc bây giờ tóc con đỡ rụng bây giờ lại con đọc kinh con cảm ơn Chúa bây giờ con tóc con đỡ rụng nhiều lắm rồi Thôi thì giờ chúc cho Hoàng vui vẻ khỏe mạnh rồi làm có tiền để mua thuốc uống nha. dạ rồi dạ con cảm ơn thầy Rồi rồi nhiều rồi rồi cảm dạ ơn Hoàng nha, xin chúc chúc dạ mừng nha. dạ rồi